Thưa quý vị, ngày 29 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học, cấp ủy các cấp trong Công an Nhân dân lãnh đạo công tác an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Công an Nhân dân và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 12 điểm cầu công an các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, quân khu 1, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai chủ đề chính: quan điểm, định hướng và vai trò của cấp ủy các cấp trong phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ; Công an Nhân dân quán triệt thực hiện nghị quyết 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Các ý kiến tập trung vào xây dựng khu vực phòng thủ vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ trong tình hình mới, gắn kết kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động nghiên cứu quan trọng, góp phần quán triệt đưa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vào thực tiễn, đồng thời đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế khó khăn vướng mắc, từ đó đề ra định hướng thực hiện nghị quyết 11 trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an Nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và hiện thực hóa trong hoạt động thực tiễn nhanh, quyết liệt và hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.